mở ra cái chai Rizona cho chạy bá để cho. Ủa chai đó đi làm gì? Còn lúc đó là cô ấy bị viêm cánh. Là tôi dễ tôi dâu nét giống giống nhau ha, mặt vui ghê. Dạ, cùng quê Tây Nguyên nghe chắc giống nhau anh. À, cùng quê Tây Nguyên, cho nên chắc là giống nhau. Trời ơi, còn chồng em là ở đâu? Dạ, em ở Lâm Đồng, còn chồng em ở Đắk Lắk. Ôi. Rồi, xin mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Định, em 25 tuổi, em hiện là nhân viên kinh doanh. Thế còn em? Em tên Trương Đại Vương, năm nay em 29 tuổi. Tụi em kinh doanh mở cửa hàng thiết bị điện, trang thiết bị điện. Ở đâu? Ở Đồng Xoài, Bình Phước. Đồng Xoài, Bình Phước. Dạ. Bình Phước. Thế Vương là gặp Định trong trường hợp nào? Dạ, hồi trước thì em vô học ở Sài Gòn, học trên trường sư phạm kỹ thuật á. Em ở trọ đó khoảng được 3 tháng. Xong rồi gặp cô này ở phòng đối diện, ở cùng với chị. À, về trước đó thì tại vì là em muốn chuyển ra trọ thì cũng biết là anh này ở đó lâu rồi. Nên là ở được khoảng mấy tháng đó thì anh ấy mới viết một cái tin nhắn trên cái điện thoại nhưng mà anh không có gửi đi. Anh cứ đưa cái điện thoại cho một người bạn cùng phòng. Sau đó anh đưa cái người bạn của phòng đó đưa cái điện thoại qua cho phòng em, tôi nghe qua cửa sổ. Trên cái điện thoại đó anh ghi là em có rảnh không đi uống cà phê với anh. Sau đó thì em qua em mới hỏi cái anh đó là uống ở đâu, thì anh nói là uống gần đây. Thì cũng biết anh trước đó rồi, thành ra là em đồng ý đi uống cà phê. Rồi khi mà gặp nhau thì ấn tượng của hai bạn dành cho nhau như thế nào? Hồi đó là anh đi học là anh cao, nếu mà lỡ mà yêu anh em không dám nữa tại vì em lùn còn anh cao đó. Xong rồi anh ốm nhất rồi hay mặc quần tây áo sơ mi, mà áo sơ mi thì không có bỏ vô quần gì hết đó, để ngoài. Dạ, rồi đi đôi dép thì nó mỏng lết rồi đó, thành ra là em thấy anh ấy ốm là em cũng không có ấn tượng gì về anh hết. Còn Vương thì hồi đó là em thấy cổ thì quá lùn so với mình, nói chung cũng không có xứng lắm. Đi thì người cao người thấp mới còn không khéo người ta cười. Rồi xong rồi trong một thời gian rồi em đưa cổ đi dạy thêm, cứ đưa đi đón về rồi uống trà rồi ăn uống rồi gì mình ấy hết, kiểu như là mình em là lúc đó xác định là bắt đầu quen. Bao lâu thì mới yêu nhau? Khoảng trong thời gian khoảng 3 tháng sau. Dạ, thì anh có nhắn tin tỏ tình với em trên điện thoại. Anh có nói là em là bạn gái nha. Thì hồi đó thấy anh cũng hiền lành chất phác, nhưng mà thấy anh không có cái phong cách, nó không có style gì hết á. Tại em thích một người bạn trai rồi mặc áo thun, quần jean cho anh trẻ trung vậy đó. Thật ra là em không có đồng ý, em từ chối. Bao lâu thì mới là khoảng 3 năm sau em mới đồng ý. Rồi trong cái thời gian yêu nhau, hai đứa có gì cãi vã nhau rồi có giận hờn chia tay gì không? Nói chung từ tụi em quen nhau tới 5 năm rưỡi rồi tụi em mới cưới. Wow, 5 năm rưỡi luôn hả? Dạ. Có chia tay mấy lần? Chia tay thì nhiều lắm, nói chuyện lắc nhắc chia tay rất là nhiều. Nhưng thường là bắt nguồn ai, từ đâu? Ai chủ động ai là tay? Người chủ động rồi chứ. Hồi đó em thấy anh lớn hơn em 4 tuổi, em cảm tưởng anh rất là lớn, anh hồi đấy rất là chín chắn. Thành ra là em tính em con nít á, nhà em cũng hay dễ giận dỗi mấy cái chuyện lắc nhắc á. Thành ra là em là người nói trước, chia tay trước. Nhưng mà em chỉ nói vui coi như là nói 2-3 ngày sau em lại làm lành lại thôi. Rồi đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức lấy nhau? Lúc lần chia tay lúc mà anh muốn về quê là 3 năm, rồi đến 2 năm rưỡi sau là tụi em mới chính thức với nhau. Là 3 năm sau lấy. Rồi sau khi lấy nhau về, giờ em có tính xấu gì không? Có chứ, vợ em tính con nít lắm, không lo lắng gì hết á. Phải không? Dạ, nói chung là cũng có một chút, em nhõng nhẽo với chồng em thôi. Nhưng mà chỉ là lúc ở nhà có hai vợ chồng, tại chồng em lúc nào cũng là người lớn, đại vệ lớn mà chín chắn lắm á. Với lại chồng em hiền khô à, lúc nào em chọc em ở bên em giỡn thì chồng em thôi em đừng có chọc anh nữa, anh để anh coi phim, để anh đọc sách gì đó. Xong rồi cái em thấy bắt cười, thì em bắt cười vậy. Thường em chọc giờ nào? Cứ dính bên em giờ nào là em chọc em giỡn cái đó. Rồi mỗi lần em chọc em thấy em vui vậy đó. Với lại em đang có em bé á, em muốn giỡn để mình cảm thấy tinh thần nó vui cho bé. À bây giờ là đang có em bé. Dạ. Rồi chúc mừng hai em nha. Dạ, nãy giờ có mệt không cưng? Dạ không. Dạ mấy tháng đầu thì chưa cảm thấy. Có hôm qua đi từ Bình Phước lên đây thì hơi mệt, thì em tụi em cũng nghỉ. Vui lên, vui lên. Ở nhà dạ. Nói vui mà sao lên đây em thấy không có vui chứ. Xong rồi đó vậy thôi, thì em cảm thấy như vậy chồng em thoải mái nữa, thì em thích giỡn với chồng em chứ. Còn đi ra ngoài đường thì có người thân hay bạn bè thì em không có nhõng nhẽo, để em sợ người ta sẽ đánh giá. Mỗi lần em nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo sao? Không. Đi mua đồ ăn cho em đi, mua trà sữa. Nhiều lúc đi mua xong rồi về nhà không có chịu ăn đâu, cứ bỏ không vậy. Còn nhiều lúc tới ngày lễ rồi á thì cứ hay đòi quà. Cái tính em là đầu là em đi mua không, cứ em mua xong là không có vừa ý à. Tại chị cái hồi mà mới yêu á, như gọi em ra tặng cho em một quà thì không có gói trong hộp gì hết, để trong bọc đi đông vậy á. Mở ra cái chai Rizona cho chạy bá để cho. Ủa chai đó đi làm gì? Còn lúc đó là cô ấy bị viêm cánh. Là cái cảm giác lần đầu tiên là quen nhau là kiểu dạy luôn. Dạ anh mũi anh dính hay sao chứ em làm gì có mũi. Không sao đâu. Xong,
Anh tặng em, anh nói em là về lột ra liền, hôm đó hết hạn sử dụng. Em lột ra liền, thấy hồi giờ em tức vì mới quen nhau tặng em cái đó. Xong cái em tính là đi mua lại chai và chống khôi chân ấy, tặng lại cho đỡ ghét mà. Em nghĩ lại thôi, mình lịch sự nên mình không thèm tặng lại nữa. Thì sao em dục chai đó vô sạc rác không dạ? Em có tặng không lại. Em xài luôn hả? Dạ, không luôn. Xài. Thế rồi, giờ em còn tính xấu gì nữa không? Cái nhõng nhẽo sao nhỉ? Nhiều lúc em đi khách hàng về trễ á, vợ em cứ bù vô mà lúc đó em mệt mà người sao? Đúng không? Bù vô rồi, sao đâu, bù sao? Bù vô ôm ấp rồi anh bù đi, em bù đi. Em làm thử em bù đi. Dạ. Yeah. Anh này nhà buồn lắm. Đi không quan tâm em, không gọi điện thoại cho em vậy hết trơn. Dạ thì đó chồng em làm dạ. Là lúc đó em phát bực luôn mà trong người đã mệt rồi, đi về nó trễ mà không mệt mà người mồ hôi mồ hám ra mình không biết làm gì, muốn xô ra cho xong rồi. Thường em thấy những cái người khác mà ví dụ như là vợ nhõng nhẽo vậy thì chồng rất là nóng nảy, rất là bực và muốn la hết. Xô đi hết. Dạ, còn chồng em rất là hiền đó. Thôi được rồi, vợ để anh nghỉ ngơi chút đi rồi lát nữa vợ chồng khỏe rồi vợ làm gì cũng được, rất là nói hòa vậy đó. Có khi nào mà anh về ban đêm không? Dạ, có. Nhiều lúc có bao giờ mà mỗi lần anh mệt gì đó mà nhõng nhẽo rồi đòi tới không? Không, ban đêm thì em mệt em cũng ngủ rồi thôi, em bỏ ra sáng sau dậy sớm em làm lại. Không phải. Dạ. Nó đòi trời ơi, anh cũng nhây kinh lắm. Ví dụ như là khi em nhõng nhẽo thì nói em là bà lớn rồi, bà già cái đầu sắp phải là mẹ rồi mà nhõng nhẽo. Và khi đêm về lâu lâu mệt thì em lấn tới thì nói thôi anh mệt lắm. Còn khi nào mà lên cơn khều cho em ngủ cả đêm vậy luôn á. Khều không cho em ngủ cả đêm đó, dạ. Anh quá đáng. Cặp này dễ. Thế rồi bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì? Bớt dễ tin người đi, dạ vậy thôi. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Bớt tính con nít lại, vui vẻ hơn để sau này con cái của em là vui hơn, nó sẽ linh hoạt hơn. Rồi hay điện về hỏi thăm bố mẹ chồng đồ cho mối quan hệ con dâu mẹ chồng cũng thân thiện hơn. Anh nghĩ là cái chuyện mà vợ em sẽ bớt tính con nít đi là sắp sửa rồi. Yeah. Tại vì còn mấy tháng nữa thôi là có đứa con nít rồi. Thì là cái nhõng nhẽo đó thì từ từ vợ em cũng sẽ tiết chế, tại vì sau này chắc cũng chả còn thời gian để mà nhõng nhẽo nữa. Tranh thủ bây giờ còn đang son rỗi đó thì vậy đi cho cuộc sống nó hạnh phúc nó thi vị thôi. Đó, còn những cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt thì tự tụi em điều tiết được đúng không? Dạ. Có một cái việc mà chồng em mong muốn em á thì chị nghĩ em nên lưu tâm là cái vấn đề mà nên hỏi thăm bên cha mẹ chồng để tạo cái mối quan hệ mật thiết giữa bên mẹ chồng với lại mình á. Em nói em gửi lời với ba mẹ đi. Qua chương trình này thì con cũng muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ hai bên đã tạo điều kiện để cho con có cái điều kiện làm ăn, cũng như là cho tụi con chút vốn và luôn luôn động viên cái tinh thần để cho tụi con có cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Rồi, dạ. Anh nghĩ là ba mẹ chồng em nghe cảm thấy rất là mát dạ. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại đôi trai tài gái sắc này. Còn bây giờ mời quý vị hãy cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai em. Dạ, dạ. Anh chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào khán giả. Rồi mà hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Trần Anh Tú, em năm nay 27 ạ. Hiện em đang là kỹ sư của công ty Mercedes-Benz. Dạ, em là người Sài Gòn. Còn em? Dạ, em là Nguyễn Thị Ngọc, năm nay em 26 tuổi. Dạ, em ở Đồng Tháp. Quê em ở Đồng Tháp, nhưng mà em lấy chồng thì theo chồng về thành phố. Trước thì em làm kế toán, mà khi mà có bầu em bé thì nên nghỉ luôn tới giờ luôn rồi. Chồng nuôi là được rồi, trời ơi, tao ngon quá xe mà. Dữ luôn á, thiệt á. Vì sao quen được ta? Hồi kỳ em là sinh viên năm nhất của trường Đại học Gia Đình á, thì em có đi mùa hè xanh. Em sinh hoạt đoàn ở tại phường. Thì lúc đó em là đội trưởng của quản lý bên nhóm của cô bé này, bên sinh viên về. Nói thẳng ra là đây chơi ba cô bạn thân thì em để ý hai cô bạn của chị trước à. Thôi bỏ qua. Bỏ qua. Xong cái là tính thấy mùa hè xanh này chắc không thu hoạch được cô nào rồi. Trời đất ơi, ông đi mùa hè xanh chủ yếu là ông đi thu hoạch lúa. Phải không? Lúc đó là nhỏ em mới nói là anh xong bé thì nó điệu như quỷ vậy anh ơi, cũng chả để ý gì. Cái để xong cái bị 4-5 người bu lại hỏi anh Tú đừng nói chuyện với nhỏ đó nha, nó điệu quá anh ơi. Nói thời gian dần già thấy cái chuyện điệu đó cũng bình thường. Thấy vẻ mặt cũng dễ thương. Rồi cái chuyện đi học xa nó thấy cũng cưng cưng ghét nhất cái chữ cưng cưng á đó. Dạ. Cưng đó là cưng nhất á. Cưng cưng sao thấy đây cũng thương thương, nên đem lòng luôn thử thôi mình.
thu hoạch thử coi sao, mình thử mình gieo giống coi sao coi được lúa không. Thật ra thì em không có để gì hết á, mà tại chẳng qua là lúc đó coi phim của chị thì Thu Trang đóng hay kêu là mấy đứa gì đó, cái bắt chước làm theo vậy đó, cái mấy em còn anh ghét. Lúc đầu em cũng đâu thèm nhìn mặt anh đâu, nói chuyện đâu. Cái tự nhiên ông để ý mình đâu biết đâu. Sinh hoạt lúc đó ngay chăng cái bến cảng ngồi bờ sông buồn buồn, cái trả lời cho nó bắt chuyện, trả thả thính mà. Hay làm gì buồn quá vậy cô bé, này kia nọ. Cái em nói, tại em nhớ nhà, chắc mai em không sinh hoạt đây nữa, em về quê vài bữa. Cái anh trả cho anh theo với, anh về quê với. Tự nhiên cái mời mình chuẩn bị về, cái gọi điện thoại cho em ơi về chưa anh qua rước. Rồi ảnh chạy qua tới phòng luôn, ảnh nói về em. Cái mình nói chết rồi sao giờ trời đi về. Lén vô toilet rồi. Mẹ giờ anh đòi về rồi sao giờ mẹ. Thôi giờ sợ về con mình nó ngại đó con ơi. Rủ thêm mấy đứa bạn phòng trọ về đi cho nó đỡ ngại. Về xong anh trời ơi tắm xong leo lên cây bay xuống đùng đùng vậy đó. Mà anh to lắm nha, lúc đó 90+ ký rồi. Bay xuống mà thiếu điều như là nước cũng tràn lên bờ luôn vậy đó. Rồi sao nữa? Rồi trả theo em sao nữa? Theo đi theo chính dách luôn, làm như tỏ vẻ giống như là yêu thương mình để cho người ta biết, hàng xóm biết gì đó. Anh mua đồ lớn lắm đó, tại vì để cho đừng ai dòm ngó mình mà. Đây anh đang để ý mình mà. Dân Sài Gòn về nữa. Rồi lúc đó thì em cũng ngại, tại vì đâu có quen biết gì đâu, thì cũng nói chuyện bình thường thôi, nhưng cũng giữ khoảng cách vậy đó. Cái vài bữa sau cái bà đặt rủ đi chơi. Xong rồi nói anh với em bắt đầu chơi trò chơi nha, chịu không? Nếu 30 ngày á, sau 30 ngày á mà anh làm cho em rung động á thì hai đứa mình quen, còn không rung động mình làm bạn. Anh có làm gì đâu mà động lòng, bực thêm á. Đi chơi mà gì mà lúc đó em đâu biết ảnh có tiền hay không tiền đâu, đâu biết giàu hay nghèo gì đâu. Lúc đó anh đi chơi hai đứa đi mua chai nước, tưởng đâu anh ra lăng mở ra cho mình uống ha. Không, mở ra anh uống một hơi một hết chai của ảnh á. Cái chai của mình anh cầm trên tay nè, mình đợi coi chừng nào anh mở cho mình. Anh uống hết chai của anh xong, anh mở chai của mình ra anh uống luôn. Ông chết khác hay gì ông Tú hả? Lúc đó em thấy kỳ với trời, cũng quen mình mà không có một cái lăng lăng vậy chứ. Mình thì mình cũng khát nước thiệt đó, mình cũng ngại đi, mình đợi hoài. Còn nửa chai cái tự nhiên đưa cho mình uống. Cái mình thấy kỳ cục ghê luôn á. Thôi chắc ve quá, băng xu ve. Tự nhiên, nhưng mà không biết sao trời xui đất khiến sao á. Cái về gọi điện mà lúc đó xài Việt Nam Mobile gọi, trời ơi, chung là sến xúa lắm nha. Hát hò mà đâu phải hát hay đâu. Thôi hát dở kinh khủng luôn. Mà cũng gán mình lịch sự, mình ngồi mình nghe. Mà hát đến dù cái tới 12 giờ đêm luôn. Tới 8 tháng 3, chả muốn tặng quà mà lúc đó biết rồi, chả không có tiền. Đi mua bó bông vậy nè, hoa hồng vậy nè, 20.000 mà 10 bông á. Cái xong cái nói, anh không thích hoa đẹp mà bị bó buộc trong một sợi dây nào hết. Anh chỉ muốn hoa đẹp và tự do thôi. Thật ra là anh không có tiền để bó, tội nghiệp lắm, hai đứa nghèo mà thương nhau mà em cũng biết nên em cũng đâu có đòi hỏi. Văn thể mỹ dữ lắm đây nè. Không có tiền bó bông, ông làm bộ ông kiếm lại cớ. Anh không thích bông mà bị bó buộc. Ông nói vậy đó, nhưng mà thật ra là em biết hết. Sau đó thì như thế nào? Thì cái chuyện sau 30 ngày đó thì bắt đầu quen. Trời ơi, anh biết hả, cái chuyện nắm tay vậy, em nói thiệt vậy, cái chuyện mà từ đây lên cung trăng lên trời nó còn dễ hơn cái chuyện nắm tay vợ em nữa. Dạ. Không cho hả? Không có cho anh. Trời ơi, nắm tay cái mới xoay qua mới chị, trời trời này sao đẹp quá. Đó. Cái nắm đang được chuẩn bị xoay qua nắm cái, ô trời, con kiến này bò dưới anh, già dưới anh đó. Anh sợ luôn. Nói chi mà cái chuyện hôn chắc là khó lắm đúng không? Ngay công viên ở quận 7 á, thì có cái công viên nói chung là cũng đèn nó hơi mờ, tối tối nhẹ nhẹ thôi. Xoay qua mình định hôn chỉ một cái là chỉ lấy cái khẩu trang chỉ bịch vô một cái bịch. Vậy đó. Là chỉ biết mình chuẩn bị hôn rồi. Là bị đề phòng rồi. Nay bà đề phòng từ trời chiều. Mà vợ mình đang nó biết rồi, chuẩn bị sẵn sàng, cũng xoay qua nói em nói nghe nè em. Cái kề kề mặt vô vợ cái, Vì anh mà em vừa kề vô vợ kề ra, vừa kề vô vợ kề ra. Đó. Anh biết mà kề một hồi xích mở băng ghế nó hết rồi nha. Bực quá rồi, con người khó chịu rồi. Trời ơi, người ta có bồ, người ta 6 tháng được hung rồi. Tôi có bồ gần cả năm rồi chưa được hung nữa. Người ta tức quá, nhào vô nằm lăn lộn đè rất đè hung bằng được thì thôi luôn. Ngồi xung quanh thì người ta tưởng vô là trời ơi hai cặp này nó yêu nồng nhiệt dưới trời, nằm lăn lộn dưới đó. Đó. Giờ tới đâu bây giờ tới đâu thì tới như vậy chịu hết nổi rồi đúng không? Không được luôn, nằm lăn lộn, lăn nát cái công viên luôn.
lăn nát cái công viên mà không có trúng ha. Không có trúng được cái gì luôn anh. Nó chắc banh cái bãi cỏ luôn mà cũng không làm ăn gì được. Dạ, cố mở cái khẩu trang, em cố em dãy vụ lăn qua lăn lại trên cái bãi cỏ. Mà qua lúc đó mình cũng vô tư đi, quên mình chỉ biết mình chống cự thôi, mình cũng không có để ý là mọi người có giờ mình hay không. Mà nói nghe nè. Dạ. Trong suốt thời gian mà yêu nhau á, chồng em có dụ em vô khách sạn. Ổng giờ cái máu của nó dạ. nó bực lắm luôn rồi đó. Anh này mà đâu có vừa đâu, người Sài Gòn nữa mà. Rồi em sợ lắm mà, tại vì gái quê cũng nghe sợ bị tai tiếng này kia nọ cũng giữ khẽ lắm. Bữa đó đi sinh nhật của đứa bạn thân, cái ảnh mô lắm, giờ bọn ngủ đi chơi khuya lắm. Cái mình nói anh ơi trễ rồi anh không về rồi ba mẹ gậy không, cái là anh bỏ quên chìa khóa rồi, giờ anh trễ quá anh về anh gọi điện sợ ba mẹ la, anh qua phòng em ngủ nha. Nó không, không được, phòng em nó có hai ba đứa bạn nữa không có được đâu. Cái này vậy thôi mình đi khách sạn đi, anh hứa anh không có làm gì hết trơn á, anh làm gì anh là con chó. Xong tới vô khách sạn anh đập cửa cái anh nói à, anh làm con chó cho em coi, anh làm con chó cho em coi. Trời ơi, vô vô khách sạn là làm con chó này kìa. Em sợ em cái bọn kiếm chuyện đi vô toilet, em đi qua đi vô đi ra vô hoài vậy đó. Cái ngồi cái tự nhiên nghe cái tiếng của nhỏ bạn thân, tự nhiên sao nó dắt bộ nó cũng vô trong đó phòng kế bên, liều mình luôn qua đập cửa nó, ê mai kêu đại vậy đó. Cái tự nhiên cái nó mở cửa ra, thế là em qua bển em ngồi chơi quần chơi, hai đứa nói chuyện tới sáng luôn. Cái là hai ông ngồi chờ, cái là chắc là chắc là em nghĩ cái ông anh kia ông cũng hận em lắm, nhưng mà tại vì giờ em sợ anh quýnh quá rồi em không biết làm gì nữa hết trơn á. Vô tới đó là chắc là mần thịt rồi chứ không còn gì nữa. Lúc dạ. đó cảm giác em sao Tú? Trời, anh biết mà, đàn ông trai mà anh vô giống như mình mẹ mẹ mở răng miệng mèo rồi đó, rồi không ăn không mừng không vốn gì được, tức bực lắm chứ bộ. Mà suy đi nghĩ lại thôi, này cái quê từ từ mình ăn anh. Mình ăn sớm không được. Dạ. Rồi sau đó bao lâu mới được ăn? Quen nhau 2 năm rồi em đi nghĩa vụ quân sự này, 2 năm nữa là 4 năm mà tới dần về cưới về nữa. Là khoảng 6 7 tháng nữa, coi như là tổng cộng là 4 năm 7 tháng là em ăn chay thôi. Nó tới chừng mà mình được ăn mặn cái á, trời thiệt chứ trong người cảm thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng bồng bềnh lắm. Bồng bềnh. Dạ. Nó vui vẻ, nó hòa thuận gia đình, nó mình tình cảm hạnh phúc nó nảy nở liền. Nó thiệt nè, có phải là em giữ là bởi vì em có cảm giác không an toàn với người đàn ông này hay sao? Quen thì lúc đầu em cũng sợ, là nghĩ là quen chắc là không biết ảnh có quen mình lâu dài không, với lại dưới quê nữa kỹ nữa nên không có dám. Mà anh đi lính, nói chung là tự nhiên đâu nghĩ là quen lâu vậy. Lúc đó em mới có học năm 3, năm 4 gì á, buồn lắm, buồn khóc mà đi học không nổi luôn á. Đi mà đi ngang con đường nào anh chở mình đi, cái mình nhớ mình buồn mình rơi nước mắt vậy đó. Đi mới được có một tuần cái bắt đầu hả thăm dò địa chỉ, cái bắt đầu lên thăm, tuần nào cũng lên cho tới khi ra lính luôn. 3 giờ đêm là phải thức chạy xe máy lên tới trên tận Phú Giáo Bình Dương lặng đi thăm ảnh mà. Trời Tú, những lúc đó chắc càng thương bạn gái mình nữa đúng không Tú? Dạ, đó cũng là lý do mà em quyết định cưới sau khi em đi nghỉ vụ về. Đó là tuần nào cũng lên thăm anh. Dù mưa gió rồi nắng mưa này nọ, bất kể thời gian nào, cứ đúng thứ bảy chủ nhật là vợ em lên thăm. Thì sau khi mà tụi em lấy nhau xong đúng không, rồi em nói là 6 tháng sau thì mới có cái chuyện mà ăn mặn là dạ. Sao vậy, lý do gì kỳ vậy? Vợ em sợ đau. Em hỏi đau gì? Nói em anh cũng biết đi, sợ đau kỳ lắm. Ừ, ba cái chuyện đó người lớn làm nít ai đâu làm vậy đó anh, mà cứ thuyết phục như cái 6 tháng trời vậy đó. 6 tháng trời em phải tự lực cánh sinh thôi. Còn sao vậy cưng? Dạ, sợ tại em sợ không biết sao nữa, tự nhiên hồi hộp cái sợ lắm, mỗi lần tin nhắc tới cái tự nhiên sợ cái thở không nổi, ngủ không thở dài hoài, mình thấy cũng tội nghiệp mà suy nghĩ dữ lắm luôn mà sợ lắm. Nói thôi anh ơi, anh thương em, anh thông cảm đi, từ từ để em chuẩn bị tâm lý cái đó. Nói chung là em sợ quá. Rồi xong đó thì cái lần đầu tiên nó xong rồi thì có thấy giống như tưởng tượng như là mình suy nghĩ không? Nó cũng không quá như vậy, tại vì mình do mình thôi, mà do mình áp lực quá. Dạ, tìm hiểu đúng không? Dạ. Nhưng mà lý do gì mà sau 6 tháng vợ em cho em ăn mặn? Chị cũng lên mạng Facebook này, internet này nọ, chị nghiên cứu, chị nói đàn ông không được chuyện đó, nó hay bực mình khó chịu, giống như phụ nữ mà tới đèn đỏ. Đâu có biết là chị nghiên cứu gì đâu, nhưng mà cái tính em nó nóng lên, em bực lên em đập đồ đạc tùm lum hết á. Mà em đập không, em đập mấy cái chai mũ ly nhựa thôi để cho chị đỡ vợ đỡ tốn tiền mua đồ anh. Chiều đi làm về thay gì như người ta thì người ta làm 5 giờ chiều người ta về. Rồi em không có, em chơi em lang thang ở ngoài đường 7, 8 giờ tối, 9, 10 giờ về để cho chị ghen. Mà bà không cho tôi ra ngoài tôi kiếm mỡ tôi ăn vậy đó. Làm gì tụi. Cố tình vậy đó. Mà cũng không cho luôn anh. Chừng 6 tháng sau mà cái thiếu điều mà mình bạo lực hết nổi rồi, chống cự mình kháng cáng hết nổi, mình phải nhẹ nhàng. Nói em ơi, thôi cho anh cái đi làm ơn. Vợ chồng cưới về 6 tháng rồi.
mà tội dữ. Năng nỉ luôn cái chỉ không biết hầu cúng động cái tối à làm đi vậy đó, nói cứ như là giống như làm việc gì á làm đi vậy đó. Sau đó là tao nói đã gì đâu lắm luôn không Tú? Trời ơi anh nghĩ đi 4 năm 6 tháng lên tới não luôn anh. Rồi xong sao rồi bữa đó là mấy cuốc? Dạ. Trời ơi bữa đó là được có một cuốc à là chỉ ra làng rồi. Về sau là cho em cho tăng nhịp độ luôn, luyện tập luôn là 2 cuốc 3 cuốc. Xong cái có đợt là hai vợ chồng hăng máu lắm là quyết định không có xài áo mưa là hăng lên xong cho đã giờ ra thằng cu rồi. Quá ngon rồi đúng không nào? Tại vì hai vợ chồng thì định vài năm ổn định kinh tế trước nên em nói thôi hai vợ chồng mình gán đi 2 năm phải có con để mình ổn định chút xíu để do nó đầy đủ. Ai về hăng máu quá ổng quăng một cái rồi xong tự nhiên có cái lòi ra luôn à. Hằng máu cuốc quá cuốc mà. Mà vui đúng không? Dạ vui. Giờ nghĩ lại đó là một kỷ niệm đẹp chứ đúng không? Dạ. Hồi đó là em đi xin có bây giờ là em có bị đòi lại không? Chừng mà tới chừng 25, 26 gần tới tháng lương mọi bữa vô coi. Làm về chứ, vô ăn cơm đi. Đứng nước ghê coi tivi đắp anh hoài mệt. Đó mọi bữa là vậy đó, giờ xong còn hôm nay anh vô ăn cơm nha, nhẹ nhàng đó. Nhẹ nhàng rồi nghi rồi. Ồ nay 26 tay nữa mai có lương rồi, nguy hiểm rồi. Lương vừa vô báo tin nhắn cái tự nhiên chỉ gọi điện anh ơi được tháng này nhiêu vậy anh. Nhũng não nhũng tay chân hết rồi thôi ra tay ATM rút tiền và thôi đưa cho chị hết rồi xong rồi lấy cầm lương xong rồi có trở mặt không? Vừa đưa lương xong buổi chiều đưa lương xong vẫn còn dịu ngọt đã lắm. Đưa lương xong cái mình đòi 2 cái nha. Hai cái gì ông nội, không có chuyện 2 cái gì ở đây ngủ đi mệt quá trở liền luôn hả? Dạ vậy đó anh. Cái mấy bữa sau cái em hổng đưa rồi giờ hổng nhận tầng lễ rồi khó chịu quá. Không có khó chịu gì hết á, tự giải quyết đi, vô toilet kìa, điện thoại kìa, thời buổi 4.0 rồi vô chổng đi. Trời ơi đi đó. Dạ em đâu em có kêu là trả góp chứ bộ đó, tại vì cũng chăm con cũng nguyên một ngày, nó thật ra là không công việc có nhiêu đó nhưng mà làm hoài không có sể. Cũng đuối lắm, lên là mỏi mệt hết trơn, nhiều khi lên là ngủ nào không ai chưa tắm nữa. Bây giờ ở với nhau thời gian như vậy thì cô ấy ngoài cái việc mà đó đó cái việc mà trả góp rồi đó thì còn có những tật xấu nào nữa không? Trời ơi bao luôn anh, có cái tật bao xấu là bây giờ lao hoài không bỏ đó là ngồi quấy cái lỗ mũi giống như là thiện xạ vậy á, quấy ra búng mà búng đâu phải là búng vị trí nào khác đâu anh, mà cứ đè ngay vậy nè, canh em đang ngáp cái búng là bốc vô miệng rồi đó rồi né kịp nữa chứ, mà mỗi lần lâu lâu có bị vô 1-2 phát là chỉ vỗ đùi chỉ cha chả chứ cười giống như nít muốn đủ bắn hay nó còn cái tính cứng đầu lắm anh, là trời ơi nó hoài nó lớn lắm hả, kêu bả ra đứng giữa sớm bả la lên cái là phát thanh nguyên sớm ai cũng biết cái tin tức nó tới rồi đó, nhỏ con mà giọng lớn đúng không? Dạ trời ơi bả nói dữ thần mà bả nói mà không nghĩ rồi hết chưa, giờ kể ra hết nghe về tối ngủ không được. Bây giờ tới em đó, ảnh có thật xấu gì không em? Thật xấu hả? Ảnh không có chỗ nào đẹp luôn, nằm đêm trăn trở suy nghĩ hoài không hiểu sao cưới luôn á. Trời ơi xấu mà xấu đâu chứ đâu, xấu vậy luôn á, xấu mà xấu lây hàng xóm luôn, hay đi làm về mà không biết có tắm rửa sạch sẽ hay là có bị ngứa không, có bị rận hay không mà cứ hay gãi mà gãi chỗ hiểm không à. Em nói mày nhiều khi mẹ hay hỏi mày coi mày tắm rửa nó lại coi mày coi nó có gận không, sao thấy nó gãi dữ vậy. Rồi còn gì nữa, thương vợ rất là thương luôn nhưng mà cư xử không khéo nhiều khi làm cho vợ bị hiểu lầm á, gia đình hiểu lầm á cũng khổ hơn vợ lắm. Gia đình hiểu lầm em á? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mong muốn Tú thay đổi điều gì? Cư xử giữa vợ chồng nó khéo léo chút xíu để tránh gây phiền phức hiểu lầm với gia đình với nhau. Lại chịu tâm sự với em những cái công việc áp lực khó khăn của anh khi mà anh đi làm thôi. Tại vì em trông chờ để anh tâm sự để em biết là hai vợ chồng chia sẻ. Mà anh thì không tâm sự, anh tự hay quyết định một mình á. Được không Tú? Dạ được anh. Thế còn Tú, Tú mong muốn vợ thay đổi điều gì? Về cái tính nóng nảy hoặc là cái tính lèm bèm thì về cũng bớt đi. Người đàn ông người ta cũng có đôi lúc cần yên tĩnh. Để khi nào người đàn ông người ta bình tĩnh, người ta sẽ nói hết thẳng với vợ. Vợ em đôi lúc cũng hay ghen thì mong là vợ tin tưởng mình hơn. Là bớt cầu nhau hơn, nhờ khéo léo hơn trong công việc gia đình. Dạ. Ừ thấy hai đứa thấy cũng dễ thương quá trời, anh Thuận cười hí 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 hí. Chỉ có một cái là hai đứa đều nóng tính phải không? Dạ đúng rồi. Các em là ở chung nhà với ai? Dạ cha mẹ chồng với lại thêm một cặp vợ chồng là anh chị hai nữa. Thành ra mình ở chung một cái đại gia đình á, phải hết sức tế nhị, hết sức khéo á. Khi mình binh quá, cái tự nhiên mọi người kia cũng bị chạnh lòng á. Ý là vậy, nhưng mình khéo khéo chút xíu để mà được cả
được cả tình cảm của mẹ lẫn vợ cũng dạ. cảm thấy thoải mái nữa, đúng dạ, không? Dạ. Đó thì chị thấy riêng, chỉ có riêng vấn đề đó thôi. Chúc cho các em hạnh phúc như thế này mãi mãi nha. Dạ. Cảm ơn dạ, anh chị. Cảm ơn hai đứa nha.